Thu Hà xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn sách Trân quý bản thân và thích nghi với tình trạng khiếm thị của tác giả Dean W. Tutor và Naomi R. Tutor. Chương 5 mang tên Trân quý bản thân, giải quyết những bất đồng và xung đột. Cuộc đời là một chuỗi bất tận những thích nghi với những hoàn cảnh mới và khác biệt dành cho mọi người, người khiếm thị cũng như người sáng mắt. Đứa bé vừa học xong tiểu học và lên trung học, Bobby vừa làm hỏng một chiếc xe của gia đình, bà mẹ có thêm một em bé, ông bố bị mất việc, ông nội qua đời. Những hoàn cảnh mới và khác biệt tác động không chỉ tới một cá nhân mà tới cả những người liên quan trong đời của các cá nhân đó. Tính nhất quán, thống nhất và bền vững là một số trong những đặc tính của cái tôi và của sự tự thức được trình bày trong chương 3. Vì cái tôi toàn diện, cố giữ tính chất nhất quán và thống nhất, người ta thường cư xử phù hợp với sự tự thức của chính mình. Sự tự thức tuy có khả năng điều chỉnh, nhưng nó kháng cự lại sự thay đổi vì nó luôn định hình những trải nghiệm mới cho hợp với mô hình đã được thiết lập của nó. Nếu một trải nghiệm mới phù hợp với những gì bạn tin, nó sẽ được bao bọc và cái tôi của bạn trở nên lớn hơn một chút. Trái lại, nếu một trải nghiệm mới không phù hợp với cái tôi của bạn, bạn sẽ bỏ lơ nó hoặc nó bị bác bỏ. Nó làm cho sự thay đổi trong tự thức hết sức khó khăn, vì để thay đổi đáng kể bất cứ việc gì cũng đòi hỏi phải điều chỉnh toàn bộ hệ thống nhằm giữ lại tính chất nhất quán của cái tôi. Phần lớn cách cư xử của một người hướng tới việc duy trì tính chất nhất quán của bản thân. Mỗi hoàn cảnh mới và sự khác biệt đều trở thành một mối đe dọa cho sự cân bằng tâm lý, sự tương tác của người khiếm thị với môi trường xã hội và tự nhiên nhiều cơ hội cho những va chạm, mâu thuẫn và bất đồng. Xem chương 4. Một lần kia ở thành phố Burlington quê hương tôi, ông chủ nhà hàng hải sản đã cố đuổi tôi và con chó của tôi đi. Khi chúng tôi không chịu rời đi, ông ta đã xin lệnh bắt tôi và tôi phải ngồi tù. Tôi đã phải ký giấy xin tại ngoại trước khi tôi có thể ra tù. Rồi bạn bè của tôi bắt đầu ra tay. Chủ nhà hàng gần như phá sản vài ngày sau đó. Có nhiều người ủng hộ tôi. Câu chuyện này xuất hiện trên những tờ báo và trang xã luận suốt mấy tuần liền. Cuối cùng, chủ nhà hàng đã phải thanh toán tất cả chi phí kiện tụng, công khai xin lỗi và mời tôi trở lại nhà hàng trong vai một khách mời danh dự. Irwin năm 1992, trang 85. Sự mâu thuẫn về nhận thức là sự pha trộn của những ý tưởng và cách cư xử trái ngược nhau và dẫn đến sự bực dọc, xung đột và căng thẳng. Sự bất đồng làm gia tăng áp lực nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ những bất đồng. Cường độ của áp lực này là một hàm số của mức độ bất đồng. Vì sự bất đồng đe dọa sẽ phơi bày mức độ không thỏa đáng của một cá nhân, chúng thường gây ra lo âu, căng thẳng sinh lý, bực bội tâm lý và lo âu phát sinh khi các cá nhân tự nhận thấy mình không thể chấp nhận được chính mình, không đáng được tôn trọng và phải sống theo những tiêu chuẩn của người khác. Lo âu và sự trân quý bản thân có liên hệ chặt chẽ nhưng lại trái ngược nhau. Lo âu càng cao, đe dọa tới sự trân quý bản thân càng lớn. Những động lực tự bảo toàn và tự vệ thúc đẩy một người huy động những nguồn lực cá nhân của mình để đối phó với mọi đe dọa tới bản thân bằng cách tránh né hay giảm thiểu những việc có thể gây lo âu. Có một xu hướng lành mạnh tự nhiên dành cho một người muốn duy trì sự ổn định và hài hòa, giảm bớt lo âu và xung đột, thu hẹp những ý tưởng và những cách cư xử trái ngược và bất đồng. Một người không thể cứ ở mãi trong tình trạng mất cân bằng tột độ, và vì vậy, theo định nghĩa, sự khủng hoảng có tính tự hạn chế. Trong vòng vài ngày hay vài tuần, một số giải pháp, cho dù tạm thời, phải được tìm ra và một sự cân bằng nào đó phải được tái lập. Sự cân bằng mới đạt được này có thể biểu thị một sự thích nghi lành mạnh. Nó đẩy mạnh sự tăng trưởng và trưởng thành của cá nhân. Hay cũng có thể biểu thị một phản ứng thích nghi không tốt, báo hiệu tình trạng xấu đi và sa sút về tâm lý. Moss và Tsu năm 1977, trang 7. Tuy nhiên, không phải mọi xung đột hay căng thẳng đều nhất thiết là những tình trạng phải né tránh. Trên thực tế, một số xung đột có thể là lành mạnh.
nếu người khiếm thị chỉ liên hệ với những người có những thuộc tính quy định, những kỳ vọng, những tiêu chuẩn và những giá trị hợp với những thuộc tính cá nhân, những nguyện vọng, những tiêu chuẩn và những giá trị của chính họ. Khi đó, họ ít bị thách thức phải đánh giá lại sự tự thức của họ. Những kỳ vọng của những người liên quan đối với người khiếm thị cao hơn những nguyện vọng riêng của người khiếm thị thì hẳn sẽ gây ra lo âu và va chạm. Nhưng nếu không đến độ làm suy yếu, chúng cũng có thể tạo động cơ cho những thành công lớn lao hơn và sự trân quý bản thân cao hơn. Tương tự, những cách cư xử trái ngược nhau, rõ ràng của người khiếm thị không phải lúc nào cũng có hại. Chúng không nhất thiết chỉ ra rằng những hành động không phù hợp này phát sinh từ một sự tự thức bị phân mảnh. Việc quan sát cách cư xử trái ngược nhau rõ ràng có thể chỉ có nghĩa là người quan sát đã không nhận ra những động cơ sâu xa nhất và đáng chú ý nhất đang có tác động trong cuộc đời của người khiếm thị. Hamacek, 1971. Nguồn gốc của bất đồng và lo âu. Lo âu là một trải nghiệm bình thường. Trẻ em đặc biệt dễ bị những thất thường của một thế giới tiềm tàng sự thù địch làm hại và thường trải qua những cảm giác của sự bất an và không thích hợp. Giữa vô số những nhân tố góp phần gây lo âu ở tất cả trẻ em, như Honey đã đề cập, là sự cô lập khỏi những đứa trẻ khác, sự bảo bọc thái quá, sự thiếu hướng dẫn đích thực, sự áp đặt, những thái độ chê bai khinh thường, sự dửng dưng và thiếu tôn trọng, quá nhiều hay quá ít thán phục, quá nhiều hay quá ít trách nhiệm, thiếu sự nhiệt tình kiên định đáng tin cậy và bị phân biệt đối xử. Thật đáng ngại khi nhận thấy có bao nhiêu trong những yếu tố này đã được thảo luận trong chương 2 và 3 như những vấn đề riêng biệt của cả trẻ em cũng như người lớn khiếm thị. Như đã nêu, bản thân cái tôi có thể tự biểu lộ bằng nhiều cách, mỗi cách có điểm độc đáo riêng của nó nhưng không nhất thiết phải tương hợp với những cái tôi khác. Sau đây là một số trong những cái tôi mà người khiếm thị có thể có. 1. Cái tôi chủ quan, cái họ cho rằng họ chính là như thế, những thuộc tính cá nhân của họ. 2. Cái tôi được giới thiệu, cách họ giới thiệu chính mình với người khác. 3. Cái tôi khách quan, những đặc tính và đặc điểm về cách cư xử thực tế, về thể chất và về tâm lý. 4. Cái tôi lý tưởng, cái họ muốn trở thành. 5. Cái tôi tiềm năng, cái họ có thể trở thành bên trong những giới hạn của những khả năng dự kiến. 6. Cái tôi đạo đức, cái họ phải làm theo luân lý và đạo đức. 7. Cái tôi ảo tưởng, phép màu giá mà, những mơ tưởng viển vông. 8. Cái tôi được nhận biết, bản thân được người khác công nhận, những thuộc tính quy định của họ. 9. Cái tôi được mong đợi, cách mà họ được người khác mong đợi sẽ cư xử. 10. Cái tôi phục tùng, mức độ họ đáp ứng kỳ vọng của người khác. Những cái tôi này có thể mâu thuẫn với nhau vào những thời điểm khác nhau và trong những khung cảnh khác nhau, tạo ra những xung đột và căng thẳng không cần thiết. Đoạn sau đây minh họa mâu thuẫn giữa cái tôi lý tưởng và cái tôi khách quan. Tôi cho rằng tính khó chịu của Thurber là do tật khiếm thị của ông ta. Ông ta muốn thấy những thứ mà người khác thấy. Ông ta không phải là một người khiếm thị khéo tay và ông ta không bao giờ thực sự làm quen được với chuyện này. Ông ta muốn tin rằng ông ta có thể thấy được nhiều hơn cái thực sự ông ta có thể thấy. Khi tôi lái xe chở ông đi, ông ta lại muốn khởi động xe. Tôi từng kiên nhẫn ngồi ở phía sau tay lái trong khi ông ta nhấn hoặc vặn cái bật lửa hay cái công tắc của cần gạt nước mà cứ tưởng đó là bộ phận khởi động máy. Tôi nghĩ tôi cũng chẳng khác gì nhiều người khác ở Cowen. Đó là muốn chiều ý ông ta chỉ vì ông ấy là người khiếm thị và nổi tiếng. Bernstein, năm 1975, trang 379. Bất cứ khi nào cần xác nhận danh tiếng, người ta có thể hỏi liệu cái tôi được giới thiệu có giống với cái tôi thực sự không. Tài đấu vật và uống bia của tôi thuộc loại có đẳng cấp, loại Joe College. Tôi đã phải gìn giữ danh tiếng này và mở rộng nó khi có thể, hoặc ít nhất cho nó thêm chi tiết. Russell, năm 1962, trang 108-109. Cũng giống như với Kemper,
Nhiều người khiếm thị thấy cái tôi chủ quan của họ rất trái ngược với cái tôi được nhận biết của họ. Những người nhìn kém gặp phải một thành kiến khác, nguy hiểm hơn. Trong trường hợp một người thấy mọi sự một cách mờ mờ nhưng chẳng thấy cái gì rõ nét, những người bạn cùng lứa của người ấy sẽ cảm thấy bị lừa dối. Nhiều người biết rõ tôi bị suy giảm thị lực, nhưng khi họ nghe nói tôi biết chơi gôn, tuy chơi gôn không giỏi, hay tôi là một mục sư cao cấp của một cộng đoàn lớn, họ ngạc nhiên và bối rối về những kỳ vọng của họ về tôi. Tôi là ai và tôi có thể làm gì hay không thể làm gì? Kemper, năm 1977, trang 102. Mỗi cái tôi ấy có thể biểu hiện cách khác nhau trong những khung cảnh khác nhau, ở nhà, trường học, văn phòng, nhà thờ, câu lạc bộ. Phần lớn những đánh giá về sự tự thức đều tập trung vào sự bất đồng giữa cái tôi chủ quan, nhận thức của một người về mình là ai, và cái tôi lý tưởng, cái mà một người muốn trở thành. Đa phần các bằng chứng nghiên cứu cho thấy rằng những người hay tự phê bình là những người biểu lộ sự bất đồng lớn giữa cách thức họ thực sự nhìn mình và cách thức lý tưởng họ muốn họ là, thì thích nghi kém hơn những người ít ra cũng tạm hài lòng với chính mình. MC Candlelet, năm 1967, trang 280. Những khác biệt rõ rệt giữa nhận thức của một người về bản thân mình, cái tôi chủ quan, và cái người đó muốn là cái tôi lý tưởng, có liên quan tới sự bất hạnh cá nhân. Cũng có bằng chứng cho thấy sự tự mãn thái quá, không thấy sự khác biệt giữa cái tôi được nhận biết và cái tôi lý tưởng, có những bất lợi của nó. Mức độ bất bình hay bất mãn liên miên có thể có tác dụng như một lực xây dựng, tham vọng, thúc đẩy các cá nhân cố sức cải thiện bản thân. MC Candlelet, năm 1977, trang 522. Quá trình nhận ra và thích ứng với nhiều mâu thuẫn và bất đồng về những trải nghiệm trong cuộc đời thì giống nhau cho cả người khiếm thị và sáng mắt. Trẻ em và người lớn khiếm thị đối diện với cùng những loại bất đồng mà mọi người khác đối diện. Tuy nhiên, tình trạng khiếm thị có xu hướng làm cho những bất đồng trở nên trầm trọng hơn, nhất là trong những tình huống mà tật khiếm thị được xem là một yếu tố quan trọng khiến nó trở thành tiêu điểm để hiểu biết và giải thích mọi hành vi. Phản ứng lại bất đồng và xung đột. Không lạ gì khi người khiếm thị có thể gặp một số khó khăn trong việc phân loại tất cả những thông điệp mâu thuẫn từ bên ngoài và những nhận thức xung đột từ bên trong. Vì nhận thức của những người liên quan thường trái ngược nhau, mức độ của sự bất đồng với người khiếm thị sẽ khác nhau giữa những người liên quan. Những sự bất đồng thường xuyên và liên tục sẽ dẫn tới một sự tự thức kém. Mọi kinh nghiệm mâu thuẫn với tổ chức hay cấu trúc của bản thân thực sự có thể được coi là một mối đe dọa. Cho nên, càng có nhiều nhận thức này, cấu trúc bản thân càng được thiết lập cứng rắn hơn để duy trì chính nó. Roger, năm 1951, trang 515. Khả năng tiếp cận hạn chế của người khiếm thị với phương tiện giao tiếp không lời thậm chí có thể tạo thêm những sự hoang mang, nét mặt, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể cung cấp những tín hiệu quan trọng mà người khiếm thị không thể nhận biết. Khi người khiếm thị nhận biết những tín hiệu mơ hồ và không rõ ràng hoặc từ bên trong hay từ những người liên quan, họ sẽ sử dụng trí nhớ của mình để hỗ trợ thêm bằng chứng phối hợp. Tuy nhiên, vì trí nhớ có tính chọn lựa, người ta có khuynh hướng chỉ nhớ những trải nghiệm mang lại sự xác nhận tích cực cho những thành kiến riêng của họ. Gergen, năm 1971. Những người có sự trân quý bản thân mạnh sẽ có xu hướng phản ứng lại những mâu thuẫn và bất đồng một cách thực tế hơn những người có sự trân quý bản thân yếu. Với những thành công đã có, họ phát triển sự tự tin vào khả năng và phán đoán riêng của họ, và sự tự tin này dọn đường cho nhiều thành công lớn hơn. Trái lại, những người có hoàn cảnh mất khả năng hoạt động vì sự tự thức tiêu cực của họ, trong tình huống này, đương sự không thể làm được gì nhiều vì không có đảm bảo nào, không có thảo luận nào về khả năng và giá trị của người đó có thể thuyết phục họ rằng họ có cơ hội để thành công. Lý luận của họ khiến họ tìm ra bằng chứng cho những giả định về sự thất bại của họ, và thực tại khách quan cũng không phù hợp để họ tin rằng mình có thể thành công. Những xác tín vững chắc về bản thân khó loại bỏ
Vì con người có xu hướng chỉ nhận biết những điều nâng đỡ những niềm tin của mình và bỏ qua những điều khác. Có thể có những người thực sự được cho là thất bại trong môi trường này nhưng lại khá thành công trong môi trường khác. Họ có thể khá tự tin trong một tình huống nhưng lại cảm thấy hoàn toàn bất đồng trong một tình huống khác. Trong một số trường hợp, họ có thể có xu hướng phục tùng nhưng trong trường hợp khác, họ lại thống trị hoặc nắm cương vị lãnh đạo tốt. Một người thường có nhiều vai trò, nhiều cái tôi, nhiều phần của cái tôi toàn diện. Sự hợp nhất thông tin mới về cái tôi không nhất thiết đòi hỏi ở mức độ toàn diện. Nếu hợp nhất thông tin đó ở mức độ từng phần thì cũng đã đủ rồi. Wright năm 1960. Vậy, chúng ta có thể kết luận rằng những sự bất đồng về những khái niệm của cái tôi có thể hoàn toàn là tự nhiên và phổ biến, đồng thời có thể có một xu hướng chung là giảm bớt tính bất đồng. Cường độ của xu hướng này là một hàm số của sự nhận biết những điều không nhất quán của những người liên quan, sự va chạm của những quan điểm đối nghịch trong cùng một môi trường, giá trị thực tế của sự bất đồng đối với từng người và khả năng lĩnh hội để tránh những sự bất đồng. Giải pháp cho bất đồng và xung đột. Rogers, Honey, Acott, Cavey và Sander mỗi người đã mô tả quan điểm riêng của mình về cách thức con người giải quyết những bất đồng hay xung đột. Theo Honey, năm 1945, người ta xử trí những mâu thuẫn bên trong bản thân bằng cách 1. Hướng về người khác, phục tùng, lệ thuộc, bất lực. 2. Hướng ra xa người khác, tách biệt, độc lập, cô lập. 3. Hướng ngược chiều người khác, cạnh tranh, gây hấn, thù nghịch. Còn Acott thì đưa ra 5 cách để ứng phó với những mâu thuẫn và những sự không nhất quán. 1. Tái cấu trúc, cho mỗi đứa con một phòng ngủ riêng sẽ giảm xung đột. 2. Thỏa hiệp, cả hai bên hướng tới một sự thỏa hiệp có thể chấp nhận được. 3. Thích nghi, những bên liên quan học cách chịu đựng hoàn cảnh. 4. Trung gian, những bên liên quan đi tìm sự giúp đỡ của bên thứ ba. Và 5. Trốn thoát, một hay cả hai cá nhân bỏ đi. Thêm một quan điểm nữa được Wright trình bày, thường thì người ta khó chịu khi những kỳ vọng không đi đôi với những sự kiện phô bày. Tuy đôi khi người ta không bận tâm đến sự bất đồng, khi người ta cảm thấy có nhu cầu làm sáng tỏ sự bất đồng, người ta cố gắng thay đổi các nhận thức. Bà cho rằng có thể thực hiện sự thay đổi này bằng cách xem xét lại những kỳ vọng, thay đổi thực tế bên ngoài và coi đương sự là người bất thường. Covey năm 1990 bàn tới một phương thức tích cực để giải quyết những bất đồng và xung đột. Ông cho rằng cốt lõi của sự dàn xếp theo nguyên tắc là tách rời con người ra khỏi vấn đề, tập trung vào lợi ích chứ không vào quan điểm, tạo ra những chọn lựa có lợi cho nhau và chú trọng tới những tiêu chuẩn khách quan, một tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc bên ngoài mà cả hai bên có thể chấp nhận. Triết lý xử trí xung đột này mang tính hợp tác hơn là cạnh tranh và thường gọi là giải pháp cả hai cùng thắng. Nó tìm đến những giải pháp có lợi và vừa ý nhau, những thỏa thuận mà tất cả các bên có thể cảm thấy thoải mái và sẵn lòng cam kết. Sander năm 1997 mô tả 3 loại người và những phản ứng họ có thể có khi đối diện với xung đột. Những người tìm cách tránh né xung đột hơn là giải quyết sẽ chạy trốn bằng cách phủ nhận, lẩn trốn hoặc tự sát. Những người quan tâm tới việc thắng thế trong xung đột hơn là duy trì một mối quan hệ sẽ tấn công bằng cách kiện tụng, hành hung hoặc giết người. Những người mong muốn một giải pháp công bằng và hợp ý nhau để giải quyết xung đột sẽ sử dụng những phản ứng hòa giải, chẳng hạn như bỏ qua sự xúc phạm, thảo luận, thương lượng, hòa giải hoặc phân xử. Mặc dù những ý tưởng sau đây được áp dụng theo cách riêng cho người khiếm thị, thế nhưng không nên coi quá trình này chỉ liên quan tới người khiếm thị. Các yếu tố của 5 mô hình vừa trình bày được kết hợp trong nội dung bên dưới. Có lẽ người khiếm thị cần phải học cách chịu đựng những mâu thuẫn và những sự bất đồng lớn hơn và thường xuyên hơn những người sáng mắt. Nói chung, khi người khiếm thị đối mặt với những bất đồng giữa những người liên quan, họ sẽ chấp nhận ý kiến giống với ý kiến của họ nhất hoặc sẽ xem xét lại ý kiến của mình để theo ý kiến đáng tin nhất, được tôn trọng và xác thực nhất, có thiện cảm và dễ chấp nhận nhất, bền bỉ và thường xuyên nhất hoặc tích cực nhất. Giải quyết bất đồng bằng việc xem xét từ một phía. Người khiếm thị khi phải đối đầu với một người liên quan có ảnh hưởng mạnh mẽ
tự kiềm chế hoặc từ bỏ những thuộc tính, những nguyện vọng, những tiêu chuẩn, những đánh giá và hoặc những giá trị cá nhân và lấy những thuộc tính quy định, những kỳ vọng, những tiêu chuẩn, những đánh giá và hoặc những giá trị của người liên quan, của mình. Trẻ em rất dễ bị sự chi phối mạnh của người khác làm tổn thương. Những người lớn sống lệ thuộc cũng tìm cách để được an toàn bằng cách chiều theo. Đồng thời, khi đối mặt với một người khiếm thị quá tự tin, những người liên quan có thể sẽ tự kiềm chế hoặc từ bỏ những thuộc tính, những nguyện vọng, những tiêu chuẩn, những đánh giá hoặc và những giá trị của mình. Trong trường hợp này, rõ ràng người khiếm thị phải là người quả quyết và có sự tự thức khá rõ ràng. Điều đó cũng giả định rằng những người liên quan đủ an tâm để sẵn lòng thay đổi ý kiến về người khiếm thị. Nhờ được thuyết phục đôi chút, ông bà của Davy đã có thể thay đổi những thuộc tính quy định của họ. Họ kinh ngạc về khả năng đi lại của thằng bé, bất chấp tất cả những gì chúng tôi đã nói cho họ. Họ không thể nghĩ rằng thằng bé có thể đi một mình. Dường như họ nghĩ nó đi đâu cũng phải có người để dẫn dắt. Việc thằng bé tự mình đi lại giống như một phép màu đối với họ. Họ đi theo nó khi nó về gần tới nhà và vừa lo vừa mừng khi thấy nó tìm thấy lối vào nhà và rẽ vào. Ngày đầu tiên hôm ấy đã dạy họ biết nhiều điều, rất nhiều điều. Trước đó, họ không hề biết rằng tình trạng khiếm thị chỉ là một phần của Davy chứ không phải là tất cả con người nó. Bây giờ họ nghĩ về nó như là một đứa trẻ dễ thương chỉ tình cờ bị khiếm thị thôi. Đây là một cách suy nghĩ rất khác. Henderson, năm 1954, trang 117-118. Sự xem xét lại của một phía có tác động đối với những cảm nghĩ về bản thân của người khiếm thị. Sự trân quý bản thân sẽ được cải thiện khi những yếu tố được sử dụng trong quá trình thì tích cực và thỏa đáng hơn những yếu tố bị loại bỏ. Ngược lại, nếu những yếu tố được sử dụng làm giảm giá trị và kém thỏa đáng hơn những yếu tố bị loại bỏ, thì sự trân quý bản thân của người khiếm thị sẽ bị tổn thương. Giải quyết bất đồng bằng việc xem xét lại từ cả hai phía. Việc xem xét lại từ cả hai phía có lẽ là phương thức phổ biến nhất nhằm giảm bớt những mâu thuẫn và bất đồng. Nó bao gồm cả hai cá nhân chuyển sang những quan điểm thích hợp hoặc dung hòa với nhau về những thuộc tính cá nhân và thuộc tính quy định, những khát vọng và kỳ vọng, những tiêu chuẩn, những đánh giá và hoặc những giá trị. Đối với cả người khiếm thị và người liên quan, điều này có nghĩa là giữ lại một vài ý tưởng, dẹp bỏ một vài ý tưởng và thỏa thuận về những ý tưởng. Sau những lần xem xét lại, mối quan hệ có nhiều khả năng trở nên hài hòa hơn nhờ họ đã tạo ra một bầu không khí lành mạnh hơn cho việc phát triển sự trân quý bản thân của nhau. Trong đoạn trích sau đây, con chó dẫn đường, Hank, trở thành chất xúc tác khơi dậy việc xem xét lại từ hai phía. Thái độ của con người thật là buồn cười, cả người sáng mắt cũng như người khiếm thị. Tôi sống trong chung cư của mình đã 7 năm rồi, trước khi tôi mua chú chó Hank. 6 năm trước đây, tôi nghĩ chỉ có 5 trong số 4, 500 người trong chung cư đã có từng chào hỏi tôi. Tôi đã từng đi dạo trong khu lân cận và rất ít người lên tiếng chào hỏi, tạm biệt hay bảo tôi xéo đi chỗ khác. Một phần là lỗi của tôi vì tôi là cô nàng độc lập, một phần cũng vì người ta không biết chắc phải cư xử thế nào với tôi. Nhưng từ khi tôi có chó cún Hành, tôi được cả những người hoàn toàn xa lạ chào hỏi. Tôi nhận được những lời chào cô có khỏe không? Con chó của cô đâu rồi? Mấy bữa nay tôi không thấy cô. Một loại thái độ mà trước kia người ta chưa hề có. Sperber, năm 1976, trang 235. Giải quyết bất đồng bằng cách che đậy sự thật. Để cho mối quan hệ được thoải mái hơn, người khiếm thị có thể chọn cách không tiết lộ sự thật về mình khi gặp những người có thái độ khinh rẻ tình trạng khiếm thị. Người khiếm thị thường muốn giấu đi những thông tin không cho người khác biết mình là người khiếm thị. Nếu cần phải giả bộ, nghĩa là người khiếm thị giả bộ như mình sáng mắt. Khi đó, người này được cho là đang chơi cái trò mà Wright gọi là như thể là. Trò này biểu lộ một sự trân quý bản thân yếu kém. Vì động cơ để tham gia vào sự dối trá này bắt nguồn từ những thái độ coi thường của chính người khiếm thị đối với tật khiếm thị. Những người chơi trò như thể là họ sáng mắt đang tìm cách che đậy một cái gì đó mà họ hổ thẹn. Trường hợp của Lohau cho thấy
Mặc dù sau này cô ta phát triển một sự trân quý bản thân mạnh mẽ hơn, phản ứng của cô hồi còn là một thiếu nữ chứng tỏ cô muốn che giấu tật khiếm thị của mình. Tôi không muốn khác biệt với các bạn học, tôi giả vờ như có thể nhìn thấy. Khi giáo viên chỉ về phía bảng, tôi chăm chú nhìn về phía ấy. Hàng ngày tôi đều mang theo sách vở và khi các bạn học mở sách, tôi cũng mở sách của tôi ra. Nếu được gọi để đọc bài, tôi dựa vào trí nhớ, đoán mò và dựa vào những lời thì thầm của các bạn gần bên. Đương nhiên, tôi cũng mắc lỗi và bị cười nhạo, nhưng tôi thích bị coi là ngốc nghếch hơn là bị coi là mù. Tôi đã giả vờ như không có gì trục trặc, mặc dù trên thực tế tôi không thể nhìn thấy bàn tay của mình ngay trước mặt. Tôi đi sát theo cái bóng của cô em họ và khi chúng tôi dừng lại, tôi đoán chúng tôi đã đến chỗ bàn của mình. Tôi mò mẫm tìm một cái ghế với một vẻ thản nhiên mà tôi hy vọng là nó thích hợp. Tôi mừng khi tay mình quệt nhẹ vào một cái lưng ghế, nhưng khi vừa đặt người xuống ghế, tôi liền nhận ra tuy đã quá muộn rằng chiếc ghế đã có người ngồi và tôi đã ngồi vào lòng một quý ông đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó vào buổi tối hôm ấy. Tôi rất ân hận vì sự kiêu hãnh và ngu ngốc của mình đã làm cho cô em họ của tôi phải ngượng chín mặt. Wagner, năm 1986, trang 7. Che đậy sự thật không phải lúc nào cũng được thực hiện ở mức độ có ý thức. Tuy nhiên, cách cư xử của người khiếm thị có thể cho thấy rằng họ đang chơi trò như thể là. Helen, vợ của Thurber, nhớ là bà thường thấy chồng ở một mình trong phòng làm việc, cứ viết nguệch ngoạc vô nghĩa trên những tờ giấy in màu vàng. Ông ấy chỉ cần viết là được, bà nói. Trái với thái độ như thể là, có những tình huống người khiếm thị có thể chọn cách qua mặt khi liên quan tới việc phơi bày hay không phơi bày tật khiếm thị của mình. Mặc dù Goldman năm 1963 mô tả đủ những cách cư xử qua mặt, mô tả của ông bao gồm sự qua mặt ngẫu nhiên và không chủ tâm. Người khiếm thị qua mặt khi gọi điện đặt hàng với một cửa hàng thương mại điện tử hoặc khi nói chuyện phiếm qua mạng vì những hành vi này không liên quan gì tới tình trạng khiếm thị của họ. Thực tế, việc xác nhận mình bị khiếm thị ngụ ý một định kiến không hay về tật khiếm thị. Đương nhiên, người ta không bao giờ có thể qua mặt khi quan hệ lâu dài với một người liên quan. Trong buổi thi chơi một bản nhạc mới gặp lần đầu tiên, chúng tôi ngồi vào chỗ và khi các giám khảo đã sẵn sàng, ông Well có vài phút để cùng chúng tôi xem xét lại một vài điều về khóa học nhạc và những thay đổi nhịp điệu trong bản nhạc chúng tôi sắp chơi. Và rồi chúng tôi bắt đầu. Và chỉ trong phút chốc, tất cả đều xong. Tất cả những gì tôi còn nhớ đó là đặt cây kèn saxophone vào môi và bấm tới bấm lui vài nút kèn. Tôi sợ gây ra bất cứ tiếng động nào vì e rằng tôi có thể chơi một nốt lạc điệu khiến các giám khảo tới ngay khu của chúng tôi. Họ sẽ nói gì nếu họ biết rằng tay chơi saxo tenor hàng đầu của trường trung học George Washington đã chẳng thổi một nốt nào. Họ có thể đã đặt một tờ giấy đánh máy còn trắng trơn trên giá nhạc trước mặt tôi và tôi vẫn chơi tốt. Cordelot, năm 1981, trang 12. Sau khi làm người môi giới cho cùng một công ty suốt 13 năm, Westphaling bắt đầu bắt gặp rắc rối khi đọc bản công bố giá cả thị trường chứng khoán. Ban đầu, các khách hàng và đồng nghiệp tôi không biết ông bị suy giảm thị lực vì về cơ bản, điều đó không làm thay đổi cách thức làm việc của ông. Ông nói, tôi chẳng coi đó là vấn đề vì tôi bán chứng khoán chứ đâu có bán sự mù lòa. Westphaling nhớ lại một sự cố cách nay vài năm khi một khách hàng đem tới một giấy chứng nhận mua các cổ phiếu và nhờ Westphaling chỉ cho ông ta chỗ ký tên. Khi tôi nói cho ông ta là tôi không thể làm được, ông ta đã bị sốc. Ông ta chẳng hề biết rằng tôi bị khiếm thị. Edmore, năm 1990, trang 48. Tương tự, người liên quan có thể chọn cách không tiết lộ một số thông tin vì những bất đồng tiềm ẩn với người khiếm thị. Người liên quan có thể chọn cách che giấu một thuộc tính hoặc kỳ vọng cụ thể nào đó mà nếu tiết lộ có thể tạo ra xung đột và căng thẳng. Tuy hành vi này có vẻ là đạo đức giả, người ta có thể làm để có sự hòa hợp. Giải quyết bất đồng bằng cách sắp xếp lại tình huống. Đôi khi cách dễ nhất để giảm xung đột và căng thẳng là sắp xếp lại tình huống
nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự va chạm giữa hai quan điểm trái ngược nhau. Chẳng hạn như phải chuyển những em khiếm thị ra khỏi lớp, không chấp nhận các em, coi thường các em vì không thể sửa đổi thái độ tiêu cực của giáo viên đối với các em. Một ông chủ khi cảm thấy có xung đột nảy sinh có thể chuyển một nhân viên có thái độ không chấp nhận ra khỏi bộ phận mà người khiếm thị đang quản lý. Giải quyết bất đồng bằng cách rà soát có chọn lọc. Rà soát có chọn lọc là quá trình chủ động và chọn những thông tin có tính chất ủng hộ hoặc xác nhận các nhận thức riêng của một cá nhân, trong khi bỏ qua những thông tin trái ngược nhau. Cơ chế chọn lựa hoạt động theo cách giúp định hình những thái độ đối với bản thân của chúng ta phù hợp các mong muốn của chúng ta và theo đúng những thế mạnh của chúng ta. Hamacek năm 1971, trang 247. Người ta có xu hướng thấy những gì mình muốn thấy và nghe những gì mình muốn nghe. Quá trình này có chiều hướng dựa trên sự trân quý bản thân của một cá nhân ở mức độ kiên định, tích cực hoặc tiêu cực, trừ khi có điều gì nghiêm trọng hoặc khác thường xảy ra. Nếu việc rà soát có chọn lọc được sử dụng để ủng hộ những thuộc tính, các nguyện vọng hay những mong đợi phi thực tế, nó sẽ dẫn tới một sự tự thức lệch lạc. Tuy nhiên, không phải lúc nào rà soát có chọn lọc cũng có hại, và trong một số trường hợp, nó có thể cần thiết cho sự thành công. Chẳng hạn như, một số người khiếm thị có thể chọn cách phớt lờ những kẻ làm cho họ chán nản, những kẻ tin rằng họ không thể thành công và tiếp tục theo đuổi những nguyện vọng hay những mục tiêu của riêng mình dựa trên những phản hồi tích cực hơn. Là một bác sĩ đang hành nghề, tôi vẫn tình cờ gặp phải những người hoài nghi trong số các bệnh nhân và trong số các đồng nghiệp vào những ngày tồi tệ. Tôi cũng là một trong những người hoài nghi đó. Tất cả những hoài nghi mà tôi tình cờ gặp đều làm tôi tụt xuống một bậc. Nhưng sau những nỗi buồn bởi tụt mất mấy bậc, một cái gì đó đã gợi nhớ tất cả những người từng gây chán nản và những người hoài nghi trong quá khứ, những người đã nói rằng tôi không nên, tôi không thể học môn khoa học ở trung học hay đại học vì tôi sẽ chỉ gặp thất bại mà thôi. Những người từng cảnh báo tôi về sự ganh đua khốc liệt của các kỳ thi cấp quốc gia mà những sinh viên ngành y phải nhiều lần vượt qua và nhiều người không vượt qua được. Có lúc bạn thực sự mệt mỏi vì những người hoài nghi và những nỗi hoài nghi, và bạn chỉ muốn rời xa họ và sống chung với sự hoài nghi. Hartman and Aspel năm 1978, trang 10. Giải quyết bất đồng bằng cách bóp méo sự thật. Các nhận thức khó tránh khỏi những giải thích, và tất nhiên cả những giải thích sai. Một cách để tránh né sự bất đồng có thể có là gán cho sự nhận thức mâu thuẫn một ý nghĩa khác thỏa đáng hoặc hài hòa hơn. Một số người sáng mắt mong đợi người khiếm thị cư xử theo một số cách nào đó, và khi một cá nhân khiếm thị không cư xử như thế, thì sự thật sẽ bị bóp méo để tránh sự bất đồng về mặt mong đợi. Việc làm cho sự thật phù hợp với những kỳ vọng của một người đôi khi đòi hỏi ta phải để cho những tài năng hay năng lực đặc biệt sẽ giải thích cách cư xử không được mong đợi đó. Tuy nhiên, nó thực sự khá đơn giản và quen thuộc. Như vậy, sự giải thích có chọn lựa về sự thật là một cách để duy trì và tăng thêm nhận thức bản thân một cách tích cực. Trong trích đoạn sau đây, một người đi ngang qua đường đã giải thích theo lối lựa chọn và bóp méo sự thật bằng cách kết luận rằng Anne thực sự không có gì trục trặc với thị giác của bé. Anne, 7 tuổi, và tôi đang nắm tay cùng nhau đi trên đường phố. Khi chúng tôi băng qua một con đường nhỏ, nó bị mất hướng, và mặc dù tôi đã cảnh báo, nó vẫn vấp vào lề đường trước mặt. Một khách qua đường tỏ ra quan tâm và nói nhỏ, bé không thấy đường à? Tôi lắc đầu, và bà ta tỏ vẻ chân thành xin lỗi. Rồi Anne đã an toàn trên vỉa hè, nghiêng đầu qua một bên, đứng yên rồi sử dụng thị lực còn lại rất ít của một mắt và nói bằng giọng to trong trẻo, đó là cô lái xe chở sữa phải không? Người phụ nữ đó có vẻ giận dữ và dậm mạnh chân bước đi. Tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ, nhưng không muốn con bé dính líu tới một phân bua rắc rối dài dòng. Làm sao tôi có thể giải thích rằng đôi khi nếu cô bé ở đúng tư thế, nó thấy khá rõ, nhưng nó không thể nhìn xuống phía bàn chân của nó. Lund, 1965, trang 33-34.
Đôi khi việc bóp méo sự thật mang hình thức đổ lỗi cho tật khiếm thị về tất cả thất bại hoặc lỗi lầm của một người, như Hartman đã làm khi cô gái mà anh đang hẹn hò bắt đầu tỏ vẻ quan tâm tới một anh chàng khác. Đó là một trong những khoảnh khắc vẫn tái diễn kể từ đó mà tôi thấy mình biết ơn một cách lạ thường vì sự khiếm thị của mình. Nhất định tật khiếm thị của tôi phải là lý do khiến cô ta đối xử với tôi như một đồ vật vô tri vô giác, như bụi đất, như đồ vô dụng. Nếu không thể đổ lỗi cho tật khiếm thị thì phải đổ lỗi cho bản thân tôi, và như thế thì không thể nào chịu nổi. Hartman và Aspel, năm 1978, trang 74-75. Giải quyết những bất đồng bằng cách trốn tránh. Nếu những bất đồng và xung đột cứ tồn tại và dường như không có giải pháp khả dĩ nào, người khiếm thị hay người liên quan có thể tìm cách trốn tránh xung đột. Có thể làm việc này bằng cách trốn tránh về mặt thể lý hoặc rút lui về mặt tâm lý. Dưới sức ép cực độ và những tình huống bất thường, sự trốn tránh có thể mang hình thức tự sát, một giải pháp tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề. Trốn tránh có thể làm giảm căng thẳng và xung đột, nhưng lại tác động tiêu cực tới sự trân quý bản thân vì rõ ràng là có sự thất bại hoặc sự từ chối. Trong vòng chưa đầy 2 năm, Mike từ một tay chơi golf chuyên nghiệp chuyển sang làm học viên tại trung tâm đào tạo của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó, anh bị suy giảm thị lực do bệnh tiểu đường, phải bỏ lái xe và nhận giấy thông báo ly hôn của vợ vì cô ta nói, theo nguyên văn lời cô, không thể làm vợ một người sống lay lắt, vất vưởng như thực vật. Đôi khi biện pháp trốn tránh có thể được sử dụng một cách lành mạnh. Một số người chọn trốn tránh trong một thời gian ngắn để tránh xung đột leo thang, để lấy lại bình tĩnh, để tìm ra giải pháp cho vấn đề, hoặc để tìm những nguồn hỗ trợ khác. Sau thời gian tạm trốn để sắp đặt lại, phần lớn được chuẩn bị tốt hơn để tiếp tục giải quyết xung đột. Không phải các giải pháp xử trí bất đồng hay xung đột giữa hai bên lúc nào cũng thành công. Trong trường hợp này có hai lựa chọn. Một số người chỉ đơn thuần chịu đựng những bất đồng, sống chung với những xung đột và căng thẳng phát sinh từ đó. Lựa chọn khác là khi một hay cả hai cảm thấy bị đe dọa, họ có thể bắt đầu sử dụng những cơ chế tự vệ tâm lý. Tình trạng xung đột không được giải quyết có thể dẫn tới nhiều kiểu, nhà tù và đòi phải trả giá bằng nhiều cách khác nhau. Bạn có thể vướng vào nhà tù của sự cay đắng, sự thù địch kéo dài có thể hủy diệt bạn từ bên trong và có thể tràn ra và làm tổn thương những người thân của bạn, chẳng hạn như gia đình hay đồng nghiệp. Sander, năm 1997, trang 81. Cơ chế tự vệ. Trong mỗi phương pháp giải quyết xung đột, các tác nhân kích ứng tạo ra sự bất đồng có thể là tích cực hoặc tiêu cực, và các kết quả cũng có thể có tính xây dựng. Tuy nhiên, các cơ chế tự vệ được sử dụng một cách ý thức hay vô thức để phản ứng lại các tác nhân kích ứng tiêu cực hoặc khinh thường. Và vì là tự vệ nên không tạo cơ hội cho phát triển, mà chỉ là để trốn tránh và giảm bớt. Các phản ứng tự vệ là những hành vi được người ta học hỏi. Chúng đòi hỏi sự tự lừa dối mình ở một mức độ nào đó. Chúng được sử dụng để giảm lo âu và duy trì sự trân quý bản thân của một người. Trong nghiên cứu về cách thức hoạt động của nhân cách, khả năng duy trì sự trân quý bản thân khi phải đối mặt với những đánh giá tiêu cực và thất bại đã được mô tả bằng những khái niệm như kiểm soát và tự vệ. Những thuật ngữ này chỉ về khả năng của một cá nhân có thể xác định một sự kiện đầy những hệ lụy và hậu quả tiêu cực như thế nào để nó không làm giảm ý thức của người đó về sự xứng đáng, khả năng hay năng lực của mình. Copper Smith, năm 1967, trang 37. Các cơ chế tự vệ bao gồm phạm vi rộng rãi các loại hành vi quen thuộc. Đối với nhiều nhà chuyên môn, một số cơ chế tự vệ phổ biến là loại bỏ thực tại đầy khó chịu, đồng hóa để có sự thỏa mãn thay thế, bù đắp điểm yếu bằng cách coi trọng điểm mạnh, chuyển hóa lo âu thành những bệnh thể lý, nội tại hóa những tình huống mang tính đe dọa, giả bộ ốm để khỏi làm những điều không muốn, nói dối để che đậy điều không thỏa đáng, hay những thất bại rút về tình trạng an toàn như trước đó, chuyển cảm xúc mạnh sang một người hay một đối tượng tập trung hơn, kiềm chế những tư tưởng đau đớn
hoặc nguy hiểm, biện minh để bào chữa cho cách cư xử, đổ lỗi cho người khác và mơ mộng một thế giới tuyệt vời. Thỉnh thoảng sử dụng phản ứng tự vệ trong những giai đoạn ngắn là điều tự nhiên và bình thường. Tuy nhiên, sử dụng nó quá thường xuyên là một dấu hiệu của sự kém thích nghi và kém trân quý bản thân. Bất chấp việc thỉnh thoảng sử dụng cơ chế tự vệ, người ta có thể gia tăng khả năng bảo vệ cái tôi và sự trân quý bản thân nhờ vào sự phát triển và duy trì sức khỏe tinh thần tốt. Quá trình tự vệ và sự trân quý bản thân có thể gây căng thẳng và lo âu. Singer năm 1971 bàn về 4 nguồn hỗ trợ tâm lý xã hội nhằm giúp một cá nhân phản ứng lại sự căng thẳng một cách hiệu quả hơn. Mối quan hệ tốt giữa các cá nhân, sự trân quý bản thân lành mạnh, năng lực, tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm có nhiều khả năng tạo ra sự vui thú. Đặc điểm của sự trân quý bản thân mạnh và yếu. Mọi người đều trải nghiệm những bất đồng hay xung đột ở bản thân cũng như giữa các cá nhân với nhau, và tất cả đều muốn giải quyết chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng xử trí giống nhau, hoặc ai cũng đạt được mức hiệu quả như nhau. Những người có sự tự đánh giá tích cực, sự tự thức lành mạnh, sự trân quý bản thân cao và sức khỏe tinh thần tốt thì có khả năng phản ứng và đối phó với những bất đồng không thể tránh khỏi một cách hiệu quả hơn những người có sự trân quý bản thân yếu. Adler năm 1924 chỉ ra rằng cảm giác tự ti là một điều phổ biến. Dobson năm 1978 cho rằng điều này đặc biệt đúng với thanh thiếu niên. Phần lớn thanh thiếu niên kết luận rằng chúng chẳng có giá trị con người nào khi chúng ở giữa độ tuổi 13 và 15. Tuy nhiên, mức độ và cường độ của những cảm giác này lại rất khác nhau giữa trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Các chương 3, 4 và 5 đều nói tới sự trân quý bản thân mạnh và yếu và đề cập tới một số các yếu tố tác động tới sự trân quý bản thân. Với những thông tin cơ bản này, chúng ta có thể tóm tắt từ các tài liệu nhiều đặc tính của những người có sự trân quý bản thân mạnh cũng như của những người có sự trân quý bản thân yếu. Copper Smith năm 1967 phát hiện ra rằng trẻ em có sự trân quý bản thân mạnh xuất thân từ những gia đình có cha mẹ có sự trân quý bản thân mạnh, biểu lộ sự tôn trọng, sự quan tâm, sự chấp nhận, sẵn lòng tiếp thu những bày tỏ và bất đồng cá nhân trong những hạn định rõ ràng, luôn được tôn trọng nghiêm ngặt. Những trẻ em này tự tin vào khả năng của chính mình qua những kỳ vọng tích cực của cha mẹ. Những trẻ em có sự trân quý bản thân yếu xuất phát từ những gia đình mà ở đó chúng hay bị hắt hủi và thường xuyên bị coi là thất bại. Như thế, dẫn đến sự phục tùng, thu mình, giảm nỗ lực và thiếu tự tin, hoặc có cách cư xử hung hãn và độc đoán. Ước muốn về sự trân quý bản thân của con người là một đòi hỏi cấp bách và là một nhu cầu cơ bản. Dù có nhận ra vấn đề này rõ ràng hay không, con người không thể trốn tránh cảm giác rằng việc tự mình đánh giá bản thân có tầm quan trọng sống còn. Nếu và khi con người thiếu sự trân quý bản thân, họ sẽ cảm thấy phải giả mạo nó, phải tạo ra ảo tưởng về sự trân quý bản thân, tự trói mình vào sự lừa gạt tâm lý kéo dài, bị tác động của cảm giác tuyệt vọng cho rằng đối mặt với thiên hạ mà không có sự trân quý bản thân thì chẳng khác gì đứng trần truồng, không có phương tiện gì trong tay, phó mặc cho sự hủy diệt. Brandon năm 2001 trang 109-110. Một số tác giả chú trọng nhiều hơn tới người lớn, trong khi một số khác lại tập trung nhiều hơn vào trẻ em và thanh thiếu niên. Bản tóm tắt sau đây mô tả một số đặc điểm được cho là phổ biến ở những người ở tuổi thiếu niên, thanh niên và trưởng thành. Một người có sự trân quý bản thân mạnh không nhất thiết biểu lộ tất cả hay phần lớn những đặc tính được liệt kê. Mặt khác, một người biểu lộ một số trong những đặc điểm sau đây không hẳn đã là có sự trân quý bản thân mạnh. Đặc điểm của sự trân quý bản thân mạnh. 1. Những người có sự trân quý bản thân mạnh thường có những đặc điểm nội tại được mô tả là: A. Tôn trọng, tin tưởng và chấp nhận bản thân với sự đánh giá bản thân cao và yêu thương bản thân một cách hợp lý. B. Tránh lo nghĩ thái quá về những vấn đề của ngày mai, những sự kiện của hôm nay hoặc những lỗi lầm của hôm qua. C. Hướng về bản thân nhiều hơn,
được những tiêu chuẩn và giá trị của mình dẫn dắt hơn là lúc nào cũng cố đáp ứng những kỳ vọng, những tiêu chuẩn và những giá trị của người khác. D. Tin tưởng vào những nhận thức và đánh giá riêng của mình, mong đợi được thành công bằng những nỗ lực của mình và được người khác đón nhận. E. Có tính khôi hài lành mạnh, không châm biếm và thù nghịch. F. Có khả năng thích nghi với thay đổi, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới và liên tục tham gia vào quá trình phát triển. 2. Những người có sự trân quý bản thân mạnh thường có những đặc điểm trong quan hệ với người khác được mô tả là A. Nhạy cảm với những nhu cầu của người khác. B. Sẵn sàng chấp nhận lời phê bình và đón nhận lời khen mà không giả bộ khiêm tốn hoặc có lỗi. C. Tự đánh giá mình là có năng lực so với các thành viên trong nhóm, hướng tới nhiều thành công hơn nữa trong những lĩnh vực quan trọng đối với mình. D. Đóng những vai trò chủ động và quyết đoán hơn trong các nhóm xã hội. E. Ít khó khăn hơn trong việc kết thân, sẵn lòng bộc lộ bản thân ít nhất là cho một người khác và làm đậm đà thêm những mối quan hệ đã được hình thành. F. Thường cho đi và tỏ ra hữu ích nhưng cũng có khả năng đón nhận lại. Những người có sự trân quý bản thân mạnh có thể gục ngã bởi lo lắng thái quá, nhưng họ lấy lại được tinh thần mau chóng hơn. Brandon, năm 1994, trang 18. Đặc điểm của sự trân quý bản thân yếu. Một người biểu lộ một số đặc điểm sau đây không nhất thiết là một người có sự trân quý bản thân yếu. Phần lớn sẽ trải nghiệm một hay nhiều trong số những đặc điểm được liệt kê dưới đây vào những lúc khác nhau trong suốt cuộc đời. 1. Những người có sự trân quý bản thân yếu thường có những đặc điểm nội tại được mô tả là A. Lệ thuộc hơn, xuề xòa và phục tùng, cố làm vừa lòng người khác và cố tuân theo một cách thụ động những đòi hỏi phổ biến của môi trường tự nhiên và xã hội. B. Trải qua nhiều lo âu, thất vọng, đau buồn và có cảm giác bất xứng do những nhu cầu họ không thể đáp ứng và gặp thất bại thường xuyên hơn. C. Có cảm giác tự ti, rụt rè, tự xa lìa, thiếu sự chấp nhận bản thân. D. Có thái độ cơ bản là khinh khi và thù nghịch đối với cuộc đời. E. Bận tâm với những vấn đề và khó khăn cá nhân. F. Cảm thấy vô giá trị, không được yêu thương, không đáng yêu, cô đơn và buồn rầu. 2. Những người có sự trân quý bản thân yếu thường có những đặc điểm trong quan hệ với người khác được mô tả là A. Trải qua sự cô lập trong xã hội và kém cỏi trong các mối quan hệ, khó khăn và do dự hơn trong các tương tác xã hội. B. Cảm thấy e dè, thích giữ vai trò thụ động, thầm lặng trong nhóm và giữ tình trạng ẩn danh. C. Tỏ ra miễn cưỡng khi phải tham gia thi đua, sợ thất bại. D. Có thái độ ưa bắt bẻ, vì thế không còn chú tâm vào những nhược điểm của chính mình. E. Có sự trân quý bản thân lệ thuộc nhiều hơn vào những đánh giá được phản ánh của người khác. F. Chỉ chú ý đến bản thân, kém nhạy cảm đối với những nhu cầu của người khác. G. Kém khả năng thỏa hiệp khi xung đột. Các đặc điểm của sự trân quý bản thân mạnh và yếu được thấy rõ ở những người khiếm thị, nhỏ tuổi hay lớn tuổi, cũng như ở nơi tất cả những người khác. Các đặc điểm vừa được mô tả không có mục đích dán nhãn hay đóng chặt cửa nhằm nhốt kín bất cứ một ai vào một tình trạng không lối thoát. Tuy nhiên, chúng hàm chứa những mục tiêu hành động cho cha mẹ và bạn bè. Các thuộc tính của bản thân và trong quan hệ với người khác mang lại một số định hướng cho các nhà chuyên môn phát triển những hoạt động để nâng cao sự trân quý bản thân và những hành vi phát sinh từ sự trân quý bản thân này. Đa phần người ta cảm thấy rằng nhận thức về năng lực sẽ được củng cố nhờ sự tự đánh giá mang tính thực tế và chính xác, nhờ những thành tựu có ý nghĩa, nhờ những lúc khắc phục nghịch cảnh, lấy lại tinh thần sau thất bại và nhờ vào việc thực hiện những thói quen như tự chịu trách nhiệm và duy trì tính toàn vẹn, đem đến cho người ta ý thức về năng lực và giá trị bản thân. Reasoner, năm 2003. Tóm tắt. Quá trình nhận ra và xử trí những mâu thuẫn và bất đồng thì giống nhau ở cả người khiếm thị lẫn người sáng mắt. Cái tôi của một người có thể tự biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau và những thời điểm khác nhau trong những tình huống khác nhau. Mặc dù cái tôi toàn diện luôn cố gắng để có được sự nhất quán và đồng nhất,
một số mâu thuẫn hay bất đồng giữa nhiều cái tôi có thể chấp nhận được trong một số hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, phải giải quyết những bất đồng giữa những cái tôi khi chúng đe dọa phơi bày những chân tướng cá nhân. Những bất đồng giữa những thuộc tính cá nhân, những nguyện vọng, những đánh giá, những tiêu chuẩn và hoặc những giá trị của người khiếm thị và những thuộc tính quy định, những kỳ vọng, những đánh giá, những tiêu chuẩn và hoặc những giá trị của người liên quan có thể được xử trí bằng một trong 7 cách: xem xét lại bản thân, xem xét lại giữa các bên, che đậy sự thật, tái cấu trúc tình huống, rà soát có chọn lọc, bóp méo sự thật hoặc trốn tránh. Khi phản ứng lại những kích ứng khinh thường, người ta có thể sử dụng một số cơ chế tự vệ. Vì sức khỏe tinh thần gắn liền với sự trân quý bản thân, chương này đã cung cấp các đặc điểm của sự trân quý bản thân mạnh và yếu để làm những hướng dẫn cho các phụ huynh và các nhà chuyên môn. Các nguồn của sự trân quý bản thân được trình bày trong chương này là những phản ảnh từ những người khác, sự xác định năng lực và việc xử trí thành công những xung đột và bất đồng. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Để thường xuyên cập nhật các chương trình giới thiệu sách và nghe sách nói, xin mời bạn đăng ký kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.